Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Tuấn Mua Bay. Thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi, bây giờ thì chúng ta ăn công nghệ, ngủ công nghệ luôn. Nói chung là làm cái gì cũng công nghệ hết trơn. Và nó cũng giúp ích cho con người trên trái đất này rất là nhiều thứ. Nhưng nhiều khi phụ thuộc vào nó quá nhiều không tốt một chút nào hết đâu nha. Như là vào khoảng tuần trước thì hơn 100 người đã đi theo Google Maps và bị kẹt cứng ngắc ở giữa cái đường này luôn. Theo đó thì họ đang đi ở trên đường, đang lái xe ra ngoài sân bay Denver, Mỹ, thì Google Maps cảnh báo là có một cuộc tắt đường ở phía trước và gợi ý cho người dùng muốn đi nhanh hơn thì có thể vòng lại một con đường đất nhỏ và băng tắt qua cánh đồng gần đó. Việc gì tới cũng sẽ tới, ở giữa một cánh đồng rộng mênh mông, không ngã rẽ, không tiến tới cũng như là không quay đầu được, thì hơn 100 con người không hẹn mà gặp như là một định mệnh. Chẳng có đi đâu xa, ở ngay cái Sài Gòn này thôi, với những con hẻm như là Huỳnh Tấn Phát nè, Kinh Dương Vương, với số nhà 1 xẹt, 2 xẹt, 3 xẹt, 10 xẹt, thì có chục cái Google Maps cũng phải chào thua luôn. Bởi vậy mới nói là mình đừng quá phụ thuộc vào công nghệ. Như là trường hợp này, nếu mà nhỏ có lạc đường, không biết đường á, thì chúng ta cứ thử hỏi những người dân xung quanh xem sao, hay là đi theo biển chỉ dẫn các thứ thì có khi là an toàn hơn nhiều. Mặt khác, nhiều người còn lợi dụng cái công nghệ để làm mấy cái trò ảnh hưởng đến người khác nữa. Đặc biệt là mấy anh dài biến thái á, vừa qua đã xuất hiện công cụ tên là Deepfake AI mới, có nghĩa là lột sạch quần áo nữ giới trong một giây luôn. Không phải là cái công cụ này sẽ hỗ trợ cho mấy anh đó lột đồ trực tiếp bằng tay đâu nha, mà đây chỉ là một công cụ phát triển dựa trên sự hỗ trợ của AI và có thể biến bất cứ cái hình ảnh nào của bất kỳ ai thành một bức ảnh real chỉ trong vài giây thôi. Chỉ cần đưa vào chương trình một cái bức ảnh của ai đó đang mặc quần áo bình thường thì nó sẽ tự lột sạch cái người đó ra. Với tên gọi là Deep Nui thì cái phần mềm này được phát hiện bởi Samantha Cole và nó thậm chí còn được phát hành miễn phí để tải về trên Windows cho những ai mà có hình độ phân giải cao thì có thể mua bản premium giá khoảng là $99 chẳng hạn. À vâng, các bạn nữ mà đang xem video này thì hãy thở phào cái nhẹ nhõm đi, bởi vì đây chỉ là một công cụ dùng để troll thôi. Những hình ảnh sau khi dùng công cụ này á, thoạt nhìn sẽ giống như là thật, nhưng mà nếu quan sát kỹ hơn thì cũng không khó để mà nhận ra những điểm vô lý đâu. Điển hình như là phần da thịt được AI đắp vào sẽ hơi mờ mờ một chút và không được sắc nét như hình ảnh chính chủ. Tất nhiên, công cụ trên đây đã tạo nên cái làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng do những cái nguy hại mà nó có thể gây ra cho những ai bị rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu, đặc biệt là đối với những người nổi tiếng. Nó có khả năng làm đảo lộn cái cuộc sống của người bị chỉnh ảnh rất là nhiều. Và dưới góc độ pháp lý thì các nhà lập luận không chỉ tại Mỹ mà còn nhiều nơi khác trên thế giới đã bắt đầu cân nhắc tới những nguy cơ tiềm ẩn gây ra bởi những công cụ kiểu này rồi. Cho nên là các anh trai hoặc là các bạn nữ biến thái cũng có nhưng mà ít, bỏ ngay cái tư tưởng làm ra những cái công cụ biến thái đi nha, chứ có khi tương lai các anh sẽ phải đi xé lịch đó. Vừa rồi là hai thông tin cũng khá là thú vị về việc công nghệ đã quá phát triển trong cuộc sống và chúng ta cần xem xét lại việc này, rằng nó có đáng để tin tưởng và có đáng để chúng ta phụ thuộc hay không, cũng như là cái việc lúc nào chúng ta cũng sử dụng và ứng dụng nó vào cuộc sống có nên hay là không. Các bạn có ý kiến như thế nào thì hãy để lại comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của Minh Tuấn Mobile, và đừng quên là like cũng như là subscribe kênh ủng hộ tụi mình nha.